Nike đã mang màu sắc đặc trưng của các nhân vật chính trong loạt phim lên chính những đôi giày. Trong đó, ba nhân vật chính của phim sẽ được đại diện bởi mẫu giày Kyrie 5, còn hai nhân vật phụ sẽ được thể hiện bởi mẫu Kyrie Low 2. Tất cả những mẫu giày này không chỉ mang màu sắc mà còn có những đặc trưng của các nhân vật được thể hiện qua cách Nike điểm xuyết, tạo hình, từ logo cho đến hoa văn trên giày và cả đế giày. Đặc biệt, gương mặt của nhân vật còn được in vào mặt trong của đế giày. Bộ sưu tập sẽ chính thức được mở bán vào ngày 10 tháng 8 năm nay tại các cửa hàng của Nike và trên website bán hàng trực tuyến với giá khoảng từ 2.500.000 đồng đến 3 triệu đồng tùy thiết kế.